Thưa quý vị và các bạn, đến nay bà con trồng vải trứng ở Phù Cừ và Ân Thi đang tập trung thu hoạch vải. Chưa năm nào cây vải trứng được nhiều người biết đến và cho giá trị cao như năm nay. Đến nay, diện tích vải trứng tập trung ở xã Phan Xào Nam, Minh Tân Đoàn Đào, huyện Phù Cừ và xã Đa Lộc, huyện Ân Thi là gần 170 ha. Hiện đã có trên 50 ha vải cho thu hoạch với sản lượng khoảng 50 tấn. Năm nay, được sự quan tâm của tỉnh và các ngành, giống vải này đã được cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể vải trứng Hưng Yên, cùng với đó đã đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá. Vì vậy, vải trứng Hưng Yên được đông đảo khách hàng trong nước và nước ngoài biết đến nên tiêu thụ thuận lợi, giá đặt cao, không đáp ứng hết nhu cầu của khách hàng. Gia đình là dòng diện tích là một mẫu, thì theo gia đình dự tính là nó tầm cỡ 7 tấn trở lên. Mức giá bây giờ như hợp tác xã đạt thì cũng tầm khoảng 400 triệu. Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Tiến chúng tôi tổng diện tích là chúng tôi có 100 ha, trong đó có 20 ha là đang cho thu hoạch. Với tổng số lượng thì chúng tôi dự kiến là từ 25 đến 30 tấn quả. Và cái giá trị quả vải trứng hiện nay là chúng tôi đang thu mua hợp đồng là tại của các nhà vườn là 60.000 đồng trên 1 kg. So với các loại vải khác thì hiện nay là cái giá trị của cái quả vải trứng này là gấp 3 lần các cái vải khác. Theo chia sẻ của các hộ trồng vải, vải trứng Hưng Yên thường thu hoạch sau vải lai chín sớm từ 7 đến 10 ngày và thu hoạch trước vải thiều. Khi chín cho quả to, khoảng 16 đến 20 quả 1 kg, vỏ đỏ rực đẹp mắt, vị ngọt đậm. Vải trứng khi thu hoạch để ngoài tự nhiên từ 3 đến 4 ngày vẫn giữ nguyên màu sắc hương vị. Một cây vải xòe tán chiếm diện tích 50 m² cho năng suất từ 3 đến 4 tạ quả mỗi vụ. Mỗi hecta canh tác có thể thu trên 500 triệu đồng một năm. Một hecta cây vải trứng này mà dòng đúng đủ căn độ về khoảng cách rồi thì chăm sóc thì cây vải trứng nếu dòng được 7 năm thì sẽ cho thu hoạch là một hecta này là khoảng 200 cây, 200 cây mỗi cây khoảng 70 cân, đây là 7 năm tuổi thì sẽ đạt từ 3,5 triệu một cây. Đấy, 200 cây nó khoảng 5-600 triệu trên một hecta. Để đáp ứng sản lượng nhu cầu của khách hàng cũng như nâng cao chất lượng vải, Sở Khoa học và Công nghệ đang tiếp tục các dự án nhằm khắc phục tình trạng vải ra hoa cách năm. Ghép vải trứng trên các cây vải lai, huyện Phù Cừ và Ân Thi đã có kế hoạch mở rộng và phát triển diện tích cây vải theo hướng hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa. Bên cạnh cơ chế hỗ trợ bà con nông dân, các ngành chức năng đang tập trung xây dựng quy trình sản xuất thâm canh cây vải phù hợp, bảo đảm việc chuyển đổi mang lại hiệu quả cao. Mặt khác, chú trọng tuyên truyền quảng bá xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa để cây vải chiếm lĩnh thị trường, phát triển bền vững, khuyến khích thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất vải, tập trung bình tuyển chọn dòng, xây dựng quy trình quản lý dịch hại tổng hợp và thâm canh cây vải trứng, nhằm nâng cao giá trị vải trứng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.